bên Mỹ anh nộp đơn qua bên trường đó để học. Vậy thì nếu mà em tốt nghiệp một đại học ở Việt Nam thì khi mà em nộp đơn qua bạn thì cũng có phải làm những thủ tục y chang anh hay là? Dạ, em cũng nộp những cái trang anh thôi, nhưng mà em học ở Việt Nam thì có thể thi em khác sẽ khó cho em hơn, tại vì ở đây nó không có sách vở, nó không có đủ, và anh thì anh không có học ở Việt Nam nên anh không có nói rõ được, nhưng mà sách vở không có đủ và không có những cái khóa huấn luyện, ví dụ như Princeton Review hay khám lệnh thì nó không phải cái course em có thể học để mà nó train em thi em khác thôi. Thì hôm anh đi phỏng vấn họ nhìn đồ điểm của anh, họ mới nói là mày học cái trường này nên mày thi cái điểm như vậy, nhưng mà anh nghĩ thì họ cũng nói quá rồi, anh cũng biết có nhiều người đâu có cần học trường giỏi mà thi điểm cũng cao thôi, nhưng mà họ của Việt Nam thì chắc chắn sẽ khó hơn cho em thi thi là vì cái thứ nhất là tiếng Anh, như anh nói cái verbal reasoning của em khác rất là khó, ngay cả bạn anh người Mỹ sinh ra lớn lên đó mà nó đi thi mà nó điểm nó còn dưới trung bình là em biết rồi, rất là khó. Cái cô bạn anh nói là ở bên China mình chơi đàn, cô đi thi thì verbal reasoning cổ có 2 điểm đó. Rất là khó, tại vì họ đưa cho mình một cái đoạn văn rồi mình đọc xong rồi mình phải trả lời cái câu hỏi trong đoạn văn đó, mà giống như là khi mà nó hỏi rất là khó, còn vo tam bút là nó đưa ra thêm những cái tình huống khác, ví dụ như là có cái tình huống như vậy thì mày nghĩ cái tình huống này nó có cái tình huống này nó sẽ giúp cho cái bài này nó rõ hơn hay là nó không giúp bài này hay là nó cũng bình thường, nó rất là khó, cho nên anh nghĩ là em hỏi Việt Nam thì cái challenge lớn nhất của em là cái em khác, nhất là cái global reasoning. Alo, dạ hồi nãy là chị có nói là đối với các bạn mà đã tốt nghiệp lớp 12 á thì là mình chỉ là tức là nộp những cái bảng điểm của mình thôi, nhưng mà như vậy là trong suốt quá trình hay là tức là mình chỉ cần nộp hồ sơ và sau đó là người ta sẽ xét tuyển mình, hay là đó chỉ là mới bước đầu của mình, sau khi mình người ta đã xét tuyển thì mình phải thi vào nữa không chị, hay là tức là ý em là tức là từ khi mà mình nộp hồ sơ cho đến khi mà mình đã nhận được học bổng đó để đi du học bên US đó, thì trong suốt quá trình đó mình không cần thi gì thêm, hay là cái nộp với cái bảng điểm như hồi nãy chị nói chỉ là cái bước đầu của nó thôi chị? Tức là đối với học sinh mà tốt nghiệp cấp 3 xong thì bạn sẽ không thi giống như những bạn đang học 12 nộp hồ sơ. Tức là nếu như bạn đã tốt nghiệp cấp 3 rồi thì bạn chỉ cần nộp hồ sơ và nhà trường sẽ xét tuyển trên hồ sơ thì sẽ báo cho bạn biết là bạn đậu hay là bạn rớt và bạn không cần phải thi. Chỉ trừ trường hợp là bạn được xét tuyển học bổng thì bạn sẽ phải đi phỏng vấn. Bạn hiểu rõ chưa? Đối với những bạn 12, đang học 12 thì các bạn nộp hồ sơ, các bạn được chọn ra để đi thi và các bạn phải đi thi, thi đậu thì các bạn mới được coi là đậu. Còn đối với học sinh mà đã tốt nghiệp cấp 3 rồi thì chỉ cần nộp hồ sơ, người ta xét trực tiếp trên cái hồ sơ đó và người ta sẽ cho bạn biết là bạn đậu hay bạn rớt. Còn trong trường hợp bạn được mời, bởi vì NUS có hai dạng, thứ nhất là một là được học bổng, hai là không được học bổng nhưng vẫn được mời đi thi và cho vay của nhà trường và chính phủ, thì nếu như bạn được học bổng thì bạn sẽ được mời đi phỏng vấn. Tức là nếu bạn đã tốt nghiệp cấp 3 thì bạn sẽ không phải thi cho NUS, còn NTU thì bạn vẫn phải thi. Bây giờ em là sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại thương và em muốn apply vào US, mà em có biết là trong cái hồ sơ của mình là cái phần nào là quan trọng nhất đấy, với lại là khi mình apply hồ sơ thì có bắt buộc là mình phải ví dụ xem năm em là năm 2 thì có cái kết quả của năm 2 hay không, với lại là câu hỏi thứ hai là em muốn học ở ở học điểm với cái chương trình của NTU, mà em có biết là vì ở đợt sẽ dạy chung giữa NTU và NTU mà hai cái thi đó trở lại là khác nhau, em có biết là nó có đảm bảo được cái chất lượng để cho em thi vào NTU không? Thứ nhất là để đối với cái đối tượng mà học xong lớp 12, bạn là đối tượng đã quẹt tới lớp 12 tức là có bằng tú tài thì bạn đối với trường NUS thì bạn không phải thi,
mà bạn chỉ cần nộp hồ sơ, bạn nộp cái học bạ cấp 3 của bạn cộng với những cái bảng điểm cho tới thời điểm bạn nộp đơn vào NUS, bạn có bản điểm đại học tới thời điểm đó thì bạn cứ nộp vào. Và bạn phải yêu cầu có IELTS và TOEFL là hai cái quan trọng, IELTS hoặc TOEFL bạn chọn một trong hai. Cũng như nãy giờ các bạn có chia sẻ là bạn có những thành tích gì khác thì bạn nộp vào. Còn đối với NTU thì bạn phải thi vào và ở hợp điểm dạy cái khóa học là chung cho cả NUS và NTU chứ không chỉ có riêng NUS không. Bởi vì cái giáo trình chúng tôi giảng dạy là giáo trình OA level chung của Singapore và phù hợp để cho thi cả NUS và NTU. Và nó cũng phù hợp cho những bạn mà muốn đi học đại học nước ngoài không chỉ riêng Singapore. Bởi vì đây là cái chương trình A-level, chương trình gọi là tú tài, thanh, nó phù hợp với tất cả các mọi đối tượng. Dạ, em còn hỏi em là khi nộp apply hồ sơ cho NUS là em có cần thư giới thiệu của thầy cô ở trường đại học hoặc là thầy cô ở high school không? Nếu như bạn có được những cái thư đó thì bạn nên nộp vào để bổ sung hồ sơ của mình luôn. Thì đây là cái thư giới thiệu về phía bản thân bạn, nhưng mà bạn nên chọn những cái người người ta biết rõ bạn để viết cho bạn, viết đúng về bản thân bạn. Bởi vì tôi cũng đã từng hỗ trợ một số cái học sinh thi học bổng ở nước ngoài. Khi các bạn viết thư thì các bạn lại muốn là hiệu trưởng hay là những người có chức rất cao người ta viết, nhưng viết rất chung chung và không gây ấn tượng thì sẽ không tốt cho bộ hồ sơ đó. Thí dụ như chỉ là giáo viên hay là một người trưởng khoa, nhưng nếu người ta viết rất rõ và viết tốt, viết đúng về bạn thì cái đó nó sẽ có ích hơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin mời phụ huynh khác ạ. Các bạn học sinh, cái trường y của NUS thì sao? Tại vì cái của anh là trước cái NUS nó là cái trường mới lập năm 2005, nó anh nghĩ là cái requirement nó khác, là vì anh học xong là anh được cái bằng MD, Doctor of Medicine. Còn trường NUS hình như là MBBS học 6 năm, tức là em học high school xong thì em vào hẳn medical school. Còn anh thì anh phải học xong cử nhân, tức là phải có một cái bằng đại học thì nó mới cho học vào Đức NUS. Thì anh nghĩ là học MD nó tốt hơn là học MBBS, tại vì anh nhìn lại với anh lúc anh 18, 19 tuổi, anh nhìn những cái kiến thức mà anh thu nhận đó, nó không có như là bây giờ. Thì anh cảm thấy là cái suy nghĩ của mình nó chín chắn và nó mình có thể mình nó rộng hơn, cho nên anh nghĩ là nếu mà em thật sự theo đuổi ngành y là mấy ngành mà mình phải học suốt đời. Cái đó là anh nói trước là anh như ba anh là bây giờ 56 tuổi rồi mà sáng nào 5 giờ sáng dậy đọc sách đó. Cho nên cái ngành y là mình phải học suốt đời. Thì anh nghĩ là em nên, nếu mà chọn nghề y thì nên chọn cái MD hơn là chọn cái MBBS. Thì đầu cái requirement đầu tiên là một cái bachelor degree, một cái bằng cử nhân. Cái bằng cử nhân em có thể học tất cả bất kỳ ngành nào, không cần nhất thiết phải học ngành về khoa học tự nhiên. Nhưng anh có một người bạn là con này của chơi violon cho dàn nhạc sướng của China, của Trung Quốc á, của chơi chung với dàn Joe Yuma, rồi cổ có bằng cử nhân về âm nhạc, xong rồi cổ đi vô trường đi. Cho nên em có thể học bất kỳ một ngành gì, rồi sau đó thì em khác. MCAT thì nếu mà em học về khoa học tự nhiên thì khi em đi thi MCAT thì những cái môn như là hóa vô cơ, hóa hữu cơ, vật lý, sinh học thì nó sẽ dễ hơn cho em. Tuy nhiên cái điểm MCAT người ta lại coi cái điểm văn của mình, cái điểm gọi là verbal reasoning, nó lại coi cái điểm nó quan trọng hơn là những cái điểm toán hóa sinh. Cho nên tùy cái ngành em theo học thôi, nhưng mà MCAT và bachelor degree, rồi ngoài ra cũng phải có những hoạt động ngoại khóa khác. Ví dụ như là em phải đi làm nghiên cứu, trường Đức NUS họ rất là thích là anh đi làm nghiên cứu ở hai nơi, là anh làm về neurobiology và anh cũng làm ở trong bệnh viện, anh làm về emergency ultrasound, rồi mình phải đi volunteer, đi làm thiện nguyện, anh cũng đi làm thiện nguyện cho những cái project về đi khám sức khỏe cho cộng đồng này kia, rồi first cross, rồi mình chơi đàn, mình chơi nhạc, rồi mình đá banh hay là gì đó, mình họ đều nhìn vào những cái đó. Như anh khi đi phỏng vấn thì họ hỏi cái máy tính của anh có dán hình của Manchester United,
vô đầu tiên hỏi là của mày coi Manchester United là xong rồi nói chuyện đá banh chuyện 5 phút. Cho nên khi mà đi phỏng vấn có thể mọi thứ và tất cả những cái đó đều làm cho con người mình nó sống động và nó mạnh và nó toàn diện hơn. Cho nên anh hai cái đầu tiên là em phải có, đầu tiên là tự nhân và em khác, còn những cái khác thì còn ngoài ra thì bất kể cái gì đó nó đều tốt và cái